Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dựng hình nhanh mặt bằng và phối cảnh trong chương trình AutoCAD Architect. Đầu tiên, bạn kéo chuột vào phần Standard Bar, mục Enhance Custom Bridge để tạo lưới cột. Ta bấm vào đó. Mặc định ta có 50 cột đứng và 20 cột nằm ngang. Nếu bạn muốn chỉnh kích thước trục thì bạn có thể nhập trực tiếp ha. Giả sử ở đây ta chỗ bước cột ở trục 34 là 3 mét, bạn chỉnh thành 4 mét. Bạn bỏ lên 4 mét. Đấy, cái hình cái bên thay đổi theo. Phần chuột cột nằm ngang bây giờ 4 mét, ta có thể đổi thành 5 mét ha, đổi vô 5 mét. Thấy hình kế bên cập nhật theo, sau đó ta bấm OK, rơi chuột cho mình ha, bấm phím trái chuột, sau đó bấm hỏi có góc quay không, ta bấm Enter luôn ha, ta không bị góc ha, bấm Enter lần nữa để kết thúc lệnh. Tiếp theo ta cũng vào một bấm mũi tên sổ xuống, sau đó bấm vào column là để vẽ cột. Ta cứ bấm vào giao điểm giữa hai đường lưới ha. Vậy là ta vẽ xong phần cột và lưới. Đến ta bấm vào công cụ Tool Palette Design, bấm vào tab Design để chọn vẽ tường. Có nhiều loại tường để lựa chọn ha. Giả sử ta chọn lại tường D90 ha. Ta bấm điểm bắt đầu, điểm tiếp theo, vuông góc tiếp theo, sau đó bấm C để close lại, Enter. Tiếp đến vào phần Tool Palette Design, phần đo ta chọn cửa ha. Giả sử đây ta chọn là cửa hai cánh. Bấm vô bức tường mặt tiền ha, di chuyển chuột, bấm phím trái chuột, nó tự động cắt tường ra. Tiếp tục rơi chuột, bấm phím trái chuột, rơi chuột, bấm phím trái chuột, nó tự động cắt tường ra. Tương tự bây giờ ta vẽ cửa một cánh ha, chọn bức tường. Nếu hướng chuột ra ngoài thì cửa sẽ mở ra ngoài, nếu hướng chuột vô trong thì cửa sẽ mở ở trong. Nếu di chuyển chuột tiếp đến bức tường thì nó sẽ mở cửa theo bức tường ta chọn ha. Giả sử đây mình vẽ bức tường bên trong, Enter. Rồi, tiếp đến nữa ta vẽ phần cửa sổ. Giả sử ta chọn là cửa sổ trượt ha, bức tường hay di chuyển chuột ha, bấm phím trái Enter thì tự động nó cắt bức tường ra. Tương tự vậy, mở cửa hai cánh mở ha, chọn bức tường, di chuyển chuột, chọn bức tường, di chuyển chuột, Enter. Thế là ta vẽ xong phần cửa sổ và cửa đi. Tiếp theo, bây giờ bạn vẽ cầu thang. Giả sử bạn vẽ cầu thang ở ô 4 mét này ha, bấm Enter. Nó có khớp chưa? Nếu chưa khớp với tường ta mua nó vô được khớp ha. Rồi,
Tiếp nữa là ta vẽ phần mái. Chúng ta chọn group ha. Ta bắt điểm gốc cột này. Gốc cột này. Gốc cột này. Gốc cột này. Cuối cùng bấm enter. Ta vẽ được mái. Bây giờ ta lên chế độ 3D ta coi xem ha. View. Hướng tây nam ha. Thấy bây giờ khi ta vẽ bằng thì nó đã lên 3D luôn rồi. Ta vào chế độ tô bóng ha. Đó, bạn thấy nó lên 3D luôn. Người ta xây ha. Bạn thấy nó xây 3D không? Thường mặt ngoài có lúc tô gạch, có lúc tô màu nâu là do mình vẽ mặt trong và mặt ngoài khác nhau ha. Cái bit điểm của mình quan trọng ha. Mặt trái, mặt phải nó khác nhau là cái gì. Bây giờ ta lại trở lại chế độ như cũ là 2D frame. Quay lại phần top. Tiếp đến bây giờ ta vào phần kích thước Annotate ha. Chọn loại kích thước là AC Dimension Exterior. Bạn bấm vào đó ha. Đầu tiên chọn cảnh thường tường và cửa bên phải, bấm enter, nắm kéo ra ha, thì nó sẽ đo tự động các kích thước cho bạn hết. Tương tự như vậy, bấm enter là lại lệnh ha, chọn bức tường bên trái, enter, nắm kéo ra, sẽ đo kích thước tự động cho cái tường trái ha, nâng cửa đổ tường đi cho mình, nó tay lệnh, ta đo bức tường phía trên ha, enter, bấm vào phần align ha để giống nằm ngang, giả sử là chọn đường nằm ngang là mái này đi, nâng kéo ra ha, nó sẽ đo tự động. Tương tự vậy. Bấm Ctrl ha. Dimension Exterior. Chọn hết cạnh tường phía dưới ha. Bấm Enter. Bấm Align. Chọn trục nằm ngang. Bấm kéo xuống ha. Bấm Align lại. Chính xác ha. Được cạnh máy đi dễ. Rồi. Cái được cạnh nằm ngang thì nó mới hiểu kéo ra. Đó, bạn hãy lo tự động khóa cửa cho mình. Rồi bây giờ ta lại trở lại tắt hơn, ta vẽ dấu mặt cắt vô vertical section ha. Giả sử ta vẽ mặt cắt nằm ngang hướng này ha, bấm enter, mặc định là đường bao nó là 2 mét của chiều dài ha, enter luôn. Tự vậy lập lại lên, ta vẽ mặt cắt ngang của nhà ha, bấm enter, mở định là enter luôn. Và đó mình thử coi nó bao hết chưa. À, nó bao hết ha, nhà cắt dài 20 mét nè, để ta kéo dừng lại ha. Tự vậy cái đường mặt lối cắt nằm ngang được kéo dừng lại ha, ngon gọn. Rồi tiếp đến ta vẽ thì Liberation Line, vẽ giống mặt đứng ha, nắm chính trái chuột kéo ra và chính trái chuột làm mà đứng dọc, enter lập lại lệnh, nắm chính trái chuột kéo ra mà đứng nằm ngang ha. Rồi bây giờ bạn chọn vào mặt đứng chính, còn bấm bên phải ha, generate 2D elevation. Bạn chọn đối tượng là cái bức tường phía trước ha, đồng thời chọn luôn máy ha, enter. Rồi sau đó bạn bấm vào phần bit bone để tìm vị trí vẽ mặt đứng ha, bấm ok, bạn thấy nó vẽ mặt đứng tự động ha. Tương tự gì lập lại lệnh, bạn chọn mặt đứng nằm ngang ha, bạn chọn nó
đối tượng ha, là bức tường nằm ngang này, chọn luôn phần mái ha, bấm enter, bấm bitbond để định vị trí mặt đứng nằm ngang ha, bấm ok, đây vẽ mặt đứng nằm ngang, quý vị chọn gì, với vẽ mặt cắt dọc nhà ha, bấm bên phải, bấm direct hai để section ha, chọn đối tượng thì bạn chọn hết ha, enter, sau đó bitbond để định vị cái mặt cắt ra. Ok. Rồi, đây là mặt cắt dọc nhà. Tương tự như vậy bạn chọn mặt cắt ngang ha, bấm phải direct hider selection. Sau đó bạn chọn hết đối tượng của nhà ha. Enter, bạn định vị vị trí để vẽ mặt cắt ha. Bấm ok. Đó, thế là ta vẽ được hai mặt cắt và đứng nhà. Rất là nhanh bằng chương trình AutoCAD này cho test. Có nhiều điều cần phải chỉnh sửa thì các bạn sẽ tham khảo sau ha. Trước mắt mình chỉ giới thiệu bạn là cách dựng nhìn hình nhanh bằng AutoCAD. Hãy cho test. Chúc các bạn thành công.